siêu sao cỡ Messi hay Ohtani chẳng cần phải nói. Messi đã bước sang tuổi 36 vào mùa hè này, đang sở hữu 7 quả bóng vàng và một chiếc danh hiệu VDTJ. Bạn không cần phải biết tiếng Tây Ban Nha để hiểu được thành tựu phi thường đó cũng như những gì anh sẽ nói trong buổi ra mắt. Rào cản ngôn ngữ không là gì với Messi, người luôn ăn nói nhẹ nhàng, vì kỹ năng đáng kinh ngạc trên sân cỏ của anh sẽ lên tiếng thay. Tương tự như một ngôi sao thể thao khác hiện đang thu hút người Mỹ. Khi Shohei Ohtani, một kỳ quan bóng chày Nhật Bản, người đánh và ném bóng ở cấp độ chưa từng thấy kể từ Babe Ruth, bắt đầu hành trình lịch sử của mình trong giải Major League. Điều đáng chú ý nhất mà anh đã làm trong buổi họp báo giới thiệu vào tháng 12 năm 2017 không phải là trả lời những câu hỏi của báo chí, mà là bước lên bục và giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Sự hiện diện của Ohtani trong văn hóa Mỹ chủ yếu dựa trên những gì anh làm thông qua khiếu hài hước và ngọn lửa cạnh tranh sục sôi, chứ không phải những gì anh nói. Bằng cách đánh và ném tốt hơn bất kỳ cầu thủ nào, Ohtani đã khiến người Mỹ hiểu mình. Messi cũng sẽ đột phá vào văn hóa đại chúng Mỹ theo cách tương tự. Chỉ đơn giản đây là cầu thủ bóng đá giỏi nhất từ trước đến nay. Và anh ta chọn gia nhập Inter Miami. Hãy nhìn vào khoảng thời gian lịch sử trước đây của Messi tại Barcelona và PSG. Có cuộc phỏng vấn nào nổi bật không? Ngay cả trong kỳ World Cup 2022, màn trao đổi đáng chú ý nhất của Messi là cuộc đấu khẩu tình cờ với một cầu thủ Hà Lan xảy ra giữa một cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Sức mạnh ngôi sao của Messi là sức hút. Sự hiện diện đơn thuần của anh là một câu chuyện. Anh đã là một siêu sao được cả thế giới quỳ gối. Đến mức giá vé và lượt theo dõi trên mạng xã hội dành cho đội bét bảng Inter Miami đã tăng chóng mặt. Không có gì bí ẩn về việc Messi là ai. Ngay cả với đám đông ở Hoa Kỳ vốn thờ ơ với bóng đá châu Âu, anh đã nâng cao cúp vàng vô địch thế giới chỉ 7 tháng trước. Và các đoạn clip về lễ ăn mừng trên đường phố Buenos Aires đã nói lên tác động của Messi nhiều hơn bất cứ thứ gì. Các quảng cáo có Messi hiếm khi thấy anh phát biểu. Chỉ cần mặt của anh là đủ. Messi không phải là người mù tiếng Anh đầu tiên xâm nhập vào nền văn hóa này như một thiên thạch. Và sẽ không phải chịu những trách nhiệm truyền thông hàng ngày giống như một môn thể thao như bóng chày chẳng hạn. Một tuần điển hình ở MLS bao gồm quay một vài buổi tập với sự sẵn sàng của các cầu thủ đã chọn trước, cùng phát biểu của huấn luyện viên. Với sự đa dạng về quốc tịch trong giải đấu, MLS có các cầu thủ đến từ 81 quốc gia và 6 châu lục, kèm theo một số lượng lớn phiên dịch. Tuy nhiên, tác động của họ trên truyền thông lại kém xa các giải thể thao khác ở Mỹ. Đó là điều khiến bóng chày trở nên khác biệt so với môi trường mà Messi đang bước vào. Hàng ngày các câu lạc bộ mở cửa rất sớm. Giới truyền thông tụ tập kín sân tập. Fan và cầu thủ nói chuyện mọi nơi mọi lúc nếu gặp nhau. Nhưng đó không phải với Ohtani. Ohtani gia nhập đội Los Angeles Angels năm 2018, nơi đã có ngôi sao Michael Trout và Albert Pujols, nhưng anh là một điều hoàn toàn khác biệt. Angels đã tăng cường đội ngũ nhân viên quan hệ truyền thông để giúp xử lý số lượng lớn đơn vị truyền thông Nhật Bản đến quận Cam để theo dõi mọi thứ về Ohtani. Khi Ohtani ở đại bản doanh, anh sẽ giao tiếp tiếng Anh thông qua người phiên dịch Ipei Miyuha và giao tiếp tiếng Nhật với truyền thông Nhật Bản. Với những siêu sao như Messi và Ohtani, họ không cần lên tiếng. Ngay cả bây giờ, với tư cách là một ngôi sao lớn, những gì người Mỹ biết về anh đều thông qua việc xem anh thi đấu và các bài báo về anh, chứ không phải từ miệng của anh. Người hâm mộ phải tìm hiểu về anh bằng cách quan sát, chứ không phải nghe. Và với cả Messi và Ohtani, người ta sẽ có rất nhiều điều để chứng kiến. Angel đã có nhiều sự điều chỉnh cần thiết để bảo vệ cho Ohtani. Thật khó để nói việc Ohtani được che chở có ảnh hưởng gì đến cách anh được đón nhận, đặc biệt là với những màn trình diễn lịch sử đã đưa anh trở thành siêu sao ở Major League. Messi rất có thể được hưởng sự đối xử tương tự ở Miami, một thành phố vốn đã có nhiều báo chí và phần lớn cư dân nói hai thứ tiếng là tiếng Anh và Tây Ban Nha. Tình yêu mà Messi tạo ra đến từ lối chơi của anh, không phải từ lời nói của anh. Bởi vì khi bạn là một ngôi sao độc nhất vô nhị, bạn chính là một câu chuyện. Sự nổi tiếng của Ohtani tại Mỹ vẫn đang tăng lên. Sau 5 năm rưỡi tham gia giải Major League và hầu như chỉ nói chuyện với công chúng thông qua phiên dịch viên,
thương hiệu của Otani đang mạnh hơn bao giờ hết. Hàng hóa có nhãn hiệu Otani chiếm tỷ lệ đáng kinh ngạc 28% doanh thu. Theo Forbes, anh sẽ kiếm được khoảng 35 triệu đô la Mỹ trong năm 2023 từ các nhãn hàng Fanatics, New Balance và Hugo Boss. Theo Sportico, Otani đang kiếm gấp 8 lần so với ngôi sao bóng chày có thu nhập cao thứ hai từ quảng cáo là Michael Trout. Một số người Mỹ cho rằng Shohei Otani còn vĩ đại hơn cả LeBron James, bóng rổ, Tom Brady, bóng đá Mỹ, và chính Lionel Messi, bóng đá. Có vẻ như Angel đã kiếm thêm hàng triệu USD doanh thu nhờ quảng cáo của các đối tác Nhật Bản. Chưa kể đến quyền phát sóng và bán vé. Otani chắc chắn là gương mặt của trận đấu, và điều duy nhất cản trở anh là việc đội bóng đã không thể lọt vào vòng loại trực tiếp. Sự bí ẩn của Otani thậm chí có thể được coi là góp phần vào sự nổi tiếng đó. Tương tự như những gì Messi đã trải qua trước khi tuyên bố sẽ ký hợp đồng với Inter Miami. Trong nhiều tháng nay, thế giới bóng chày đã bị cuốn hút bởi câu hỏi Otani sẽ đi đâu trong mùa giải sắp tới. Không ai biết. Sự im lặng của Otani khiến người ta suy đoán và càng khiến anh nổi tiếng. Những khoảnh khắc như thế cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về Otani là ai. Và người hâm mộ nắm bắt những khoảnh khắc đó khi mà sự vĩ đại triệt tiêu mọi chức năng của ngôn ngữ. Anh hiểu khi nào mình cần tham gia và hiểu những gì phải nói. Và anh đã tính toán được về cách thức và thời điểm thể hiện mình với thế giới. Rào cản ngôn ngữ là vô nghĩa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.